Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tùng Mega. Hôm nay vẫn tiếp tục series ARK Omega tập tiếp theo ha các bạn. Thì sau những hai tập rong ruổi chơi bời thì mình đã tem được khá là nhiều con thú. Thì tập này mình cũng tính là đi tem những cái con mà đơn giản để có thể thu thập nhiều con hơn nữa. Đi phối giống để tạo ra những cái trứng basic rồi từ từ mình nâng cấp nó lên hệ beta ha các bạn. Nhưng mà tập này thì có một cái vấn đề khá là nan giải, đó là mình phải giải quyết được vấn đề polymer. Thì ở đợt trước á, mình có đi farm polymer ở những con mantis thì nó rất là cực. Thì bây giờ có hai con đường cho mình lựa chọn, đó là mình sẽ cố gắng tem được một cặp mantis cùng hệ cùng loài nha các bạn, để có thể phối giống ra được. Đẻ ra con mantis rồi từ đó mình sẽ giết cái con mantis con để lấy farm polymer. Cái việc thứ hai đó sẽ là mình sẽ ráp polymer miếng luôn chứ không phải xài organic polymer nữa. Thì để ráp được polymer miếng á, thì chúng ta cần phải có cementin và obsidian. Thì cementin, cái lượng cementin của mình khá là dồi dào và mình có thể farm được khá là đơn giản từ mấy cái con bò cạp đồ á. Thì chitin thì nó farm dễ hơn rồi và ráp cementin thì nó cũng hơi nhanh rồi. Bây giờ mình chỉ việc đi tem một cái con có thể farm obsidian nữa thôi, và mình đem nó về, mình để nó ở nhà và nó tự sản xuất cho mình obsidian, và từ đó mình có thể wrap được polymer ha. Mình tính cái cách vậy là đẹp nhất luôn rồi. Rồi mà trước khi đi thì mình sẽ giải quyết cái đống Ronto của mình ở nhà, và mình sẽ cố gắng mình làm mấy cái gateway á, mình đóng chuồng lại hết, không có cho cái con nào xâm phạm vô cái miếng đất này của mình. Chứ bây giờ nó đóng chiếm như thế này rồi thì rất là bực bội, nó đi gần nhà rất là bực. Thì để mình xem, mình đang tính cách này các bạn, đang tính cách để giết tụi Ronto này, tại vì giết mấy con gần nhà với số lượng lớn nó rất là căng đó. Để mình thử cái cách này để coi như thế nào ha. Đầu tiên là mình sẽ cố gắng. Rồi ok, đó mình sẽ giết kiểu, tại vì trong đây có vài con Ronto, vài con thôi, vài con hệ basic mà nó khá là yếu máu, cho nên mình cố gắng mình sẽ giết nó càng nhanh càng sớm có thể. Chứ bây giờ để nó lộng hành quá rồi, nó bắt đầu nó lộng hành rồi đó các bạn. Đó. Rồi ok, mình đứng đây thử coi nó còn nó nhớ mình không. Nó đi qua bên đây nè, đi qua bên đây thì mình sẽ sử dụng cái này. Đó, wow. Ôi, nó lên tới đây rồi hả? Vậy thôi mình dụng ra ngoài đây, mình dụng nó ra ngoài đây, dễ mà. Ừ, mày lên tới đây được. Tao thì không thích sát sinh, hiểu không? Ngoài mấy con thú ở nhà tôi chắc chết quá. Mình cứ đi ra ngoài đây cho nó quên mình là được. Rồi đánh vòng về đơn giản. Ngoài nó còn dí nữa kìa, chắc tôi cho nó xuống biển quá. Rồi ở đây đi, nó sẽ mau quên lắm. Thì mình sẽ đi tem cái con hệ mấy cái con hệ resort thể loại obsidian nha các bạn, biến thể obsidian. Rồi ok, chắc nó quên tôi rồi. Bay lên cao cao tí cho nó mất cái friend đó, miễn sao mình không có thấy nó là được. Đó, mất cái friend rồi. Rồi đi về. Hồi nãy mình mới đi farm vài con mantis xong, một hai con. À mà farm mantis rất giả quá các bạn, giống như là đánh đổi sinh mạng của con bà te của mình vậy đó, cho nên hơi chua. Bây giờ còn lại có vài con trai thôi hả? Được. Ôi, con Stego nó bị kẹt ở nhà, không sao, con Stego nó không khó chịu. Con này, hai con này, hai con này mình dứt khỏe. Hai con này alpha win đúng không? Rồi. Ôi, uầy, có con này là chúng ta không nên đụng nha. Con Omega không cần biết nó là thể loại gì, không cần biết là nó là cái hệ gì, nhưng mà chúng ta Omega là chúng ta không có đụng tới, tại vì nó rất là ao trình.
Ok là rồi, giải quyết xong một em, còn em này nữa, xong luôn. Không, mẹ phải kết hợp giữa hai thể loại mới được, chứ chơi một mình là không ổn đó. Cái con Obsidian là con rau rác đó các bạn, nhưng mà con đó hệ alpha ao trên mình quá, mình không có tem được. Rồi ok, ôi, giải quyết yên ổn xong rồi ha. Bây giờ mình sẽ cố gắng tập sau mình sẽ xây dựng cái này ha, tại tập này mình đi mất đi tem rồi. Nào thấy Stego ta đi yên lành không? Rồi và bây giờ thì mình sẽ chế combo cây cung. Mình đã có Metal Arrow đây nè, và bây giờ mình sẽ đây coi, basic mình có 100 nè. À, má ngày hôm qua có một con Omega nó chết, cho nên là mình lụm được một mớ 5 cái Omega Essence thôi, một con số rất là nhỏ nhoi. Rồi và bây giờ là Metal thì mình sẽ chế cái cung mà nó mạnh nhất đi ha. Mình sẽ quy đổi Accent ra hết đi. Accent thì cây cung mà mình có thể chế hiện tại là cây cung cao nhất là cây cung màu tím luôn đó các bạn. Wow, cái cung màu tím căng đó chứ. Nhưng mà thôi mình chơi cung màu xanh thôi. Rồi. Mình sẽ dừng ở cái cung màu xanh nữa các bạn, bằng cách là nâng accent của mình lên. Basic accent. Ồ, 10 basic accent. Thì 10 basic thì được một beta 100 mấy cũng được đi. Rồi ok, mình cất mấy cái show của mình vô hết. Đó. Mấy cái con hệ resort thì chúng ta phải thả rong ra như vậy nè các bạn, cho nó farm cho mình, cho nó có đồ. Chứ để kiểu này là đi, để kiểu ở trong trong ấy là đi, mình mới spawn ra con Metal nè. Nó phải để như thế này nè, cho nó có farm này nọ đồ. Đó, 400 mấy rồi nó tự động farm, càng nhiều con thì chúng ta sẽ tích lũy được nhiều đồ. Đó. Nên chúng ta không sợ là phải hết hết stone, hết metal gì hết. Rồi chúng ta đổi ra cái alpha accent này luôn. Đổi ra được 5. Uầy, đồ mình nhiều thế nha. Story nè, cất đồ vô bớt. Organic polymer. Ôi răng cá mập, ôi Ultimate Ascent nữa hả? Ôi tôi cũng có con Ultimate, tôi cũng có Ultimate Ascent nữa nè các bạn. Hiện tại cung của mình để coi mình có bao nhiêu nha. Đầu tiên để cái này ở đây, combo bow đây, combo đây, row mình đang có là một cây cung xanh, 5 cây cung xanh lá, có nhiêu đó thôi. Rồi bây giờ chế tiếp là sedative tiếp. Chế được 5 nữa là 25. 25 thì nó hơi lẻ, cây cung này tới tận 3 lần. Bây giờ mình có thể chế được 7 cây rồi nè, 8 cây chứ, 8 cây là đẹp. 8 cây cung. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ search con Obsidian coi, chúng ta bắt nó. Con nào cũng được các bạn, càng càng rẻ càng tốt, phải không? Tại vì mình cần với số lượng nhiều. Cần số lượng nhiều cho nên bắt nhiều càng nhiều càng tốt. Alpha Obsidian Piranha hả? Kỳ vậy. Trời ơi, toàn ở dưới sông không à. Tôi ghét chơi cá lắm, nó thiệt thề. Fiomia đi, xa xa một tí nhưng mà... Ôi, hai con nè. Ôi, chịu khó đi xa mà mình có hai con Fiomia. Con 43 với con 84. Được nè các bạn. Con đi con 43 trước cho nó dễ ha. Nó hệ resort đúng không? Resort thì bây giờ mình chế được có... Wow. Chế được có, ôi mình phải để dành basic accent thôi các bạn à. Ôi chế được có 2 resort à. Bây giờ mình vừa thiếu basic accent mà mình vừa thiếu show của resort nữa. À, chắc là phải đánh đổi giết một con basic là resort là có đã. À đây đây đây, vừa mới nhắc xong. Đây con này quýnh chắc đau lắm ạ. À. Quýnh mày luôn. Ok, bị cuốn vô các bạn. Uầy,
tôi cuốn con alpha nữa, chết bà rồi. Ôi thôi thôi xong rồi, thôi xong rồi, thôi xong rồi. Ấy ô, hình như tôi giết được con resort cho ta. Má, tôi sợ quýnh trúng con Stego lắm luôn á. Ok, con này hệ gì ta? Oh my god. Chạy 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 chạy. Ôi, nó hồi máu nhanh quá vậy. Mới đây mà nửa cây rồi. Cái con nào thả thiên thạch ta? Ôi thôi xong rồi. Oh shit fuck. Ok, tôi không muốn mất con khủng long nào hết. Leper Silica, ok, không sao không sao. Resort. Hồi nãy giờ tôi giết con được được giết được con resort rồi. Còn con quỷ này nó khó chịu thiệt. Ok, kệ quên nó đi các bạn. Không sao, con Beta Beta Phoenix này, không sao cả. Con này là Alpha hả? Khó giết lắm. Mấy con Alpha mà nó hệ resort giáp nó trâu như quỷ vậy đó. Kiếm thêm con nữa cho chắc bụng coi. Ok, mình giết con chuột luôn ha các bạn. Mình chơi con chuột luôn. Chơi con chuột hết luôn. Chuột và con Angelo luôn. Đó, lụm ở trên đây. Mình để con Dilo ở trên đây rồi. Có gì lén phén là mình sẽ xuống dưới mình chơi tiếp cái chiêu 2. Tại mình mới bon nó từ quả cầu cho nó đang bị cooldown. Má uốn thốn. Con Angelo uốn cũng thốn phết. Ui. Má 43.000 uốn đúng ngàn máu luôn kìa. Vai bèo. Càng quýnh con Phoenix nó càng lên máu. À, khó chịu. Khó chịu với con này thiệt chứ. Ồ, má cooldown 3 giây hả? Không biết kết hợp nổi không nữa. Ok. Rồi, chạy. Má, nửa cây các bạn ơi, nửa cây. Nửa cây. Đâu rồi? Tôi thấy ở dưới có một con Strike nữa kìa, con Strike 290 mấy. Ớ 60 mấy à. Má quýnh lần có 6 mấy đam à. Khổ thiệt. Chơi cho mày hút vô luôn đi, tao đứng đây tao quýnh mày luôn. À, chơi kết hợp luôn, kết hợp ba bộ môn luôn. Rất là may là cái con Security này nó cooldown nó nhanh hơn con Tornado đó các bạn tưởng tượng mà khi mà mình lên hệ cỡ hệ Beta hay Alpha gì cái chắc là con cỡ con Tornado Dilo nó mạnh lắm với level cao nữa. Rồi ok. Nice. Con này stamina nó hơi yếu nhưng mà mình muốn max đam. Vậy đó, quýnh một ăn một tịch luôn. Quýnh là tới chết luôn. Còn con này chắc là mình sẽ dụ nó xuống dưới. Ui, có một con Omega tên là một Fibomia. Ồ, má tưởng là con hệ Stone luôn chứ. Nhìn nó trắng đốm đốm lang beng giống như là con Stone. Có nhiều bạn thắc mắc là mình sử dụng cái chiêu thức ở dưới biển á là có hút được cá lên hay không, thì mình trả lời luôn là không có hút được cá nha các bạn, đâu có dễ ăn với ngoại được. À, người ta cũng tính hết rồi.
Ok, mình chế thêm được hai resort nữa các bạn ạ. À. Đây, basic accent đúng không? Đó, đây, lụm vô đây. Bóp. Đây. Thôi trong lúc mà quá trình mình đi đi bắt hai con obsidian đó, nếu mà mình thấy resort nữa mình sẽ giết thêm ha. Bây giờ mình đang có 4 keyboard rồi. Ok, let's go thôi các bạn ơi. À, má hồi nãy mình thử mình lấy cái con metal này quýnh với con stone try nhưng mà không được các bạn ơi, quýnh đam nó có bốn mấy à, quýnh nặng lắm. Rồi let's go, chào mấy là chiến này. Để mình xem coi cái cung của mình xong chưa nữa, quên 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 thiếu cung là không có được. Xích đây, CD được 25 rồi, và euro mình có thể chế được 8 cây đúng rồi, 3 lần 8 24 đẹp rồi, 8 cây là quá dư rồi các bạn, mình đang có 10 cây luôn rồi. Let's go. Ok. Wow, lại có một con Alpha Stone Resort nữa kìa. Có quay quỳnh thì không được, hên quá nó bị tao. Fighting quay cái rain nó to vậy, cái animation nó to mà không biết cái rain thiệt của nó như thế nào. Có một con Spino nữa kìa, Resilient. À, con này có một cái K7 nè các bạn. Ui, ngon 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 ngon. Má khó nhở. Bình tĩnh anh ơi. Má ở đây loạn lạc quá ha. Ở đây đúng loạn luôn ha. Cây bồ của mình đâu rồi? Này. Ở đây đúng loạn luôn á thầy. Metal comic thôi. Hề metal quá cười đó. Thà mình chết chứ không để thú chết. Ok chưa? Chết mẹ rồi, Obsidian. Nó chết luôn rồi. Hay quá. Ơi, ơi nó quýnh tôi. What the fuck? Sao mày quýnh tao? Một viên lụm. Nó xài đáng đồng tiền bát gạo liền các bạn ơi. Con này bao nhiêu một resort đúng không? Rồi ok. Lụm. Hay quá. Metal 3. Deadpool chạy chạy một con Deadpool má mới được spawn ra thì phải. Rồi thôi xong rồi, nó đưa tôi về nhà rồi. Nó đưa tôi về nhà rồi. Ôi sao bay không nổi, ôi sao nặng, ôi what the fuck sao nặng. Ủa sao con quay quỳnh nó bỏ tôi ha? Ôi phải bìu. Má mà tại sao lại nặng ta? Hay là tôi cởi cái con Philomia này nó nặng ta? Có thể lắm ạ. Rồi Obsidian Philomia ngon. Lụm. Đâu mình xin. À, chắc là mình sẽ bỏ một ít đồ rồi sau đó mình quay lại mình bắt cái con kia ha. À, mình đem cũng khá là nhiều đồ. À, sen nè, để mình sẽ sử dụng mấy cái cung mà nó dạng tầm thấp đó các bạn, bắn cho nó đỡ tốn, chứ bắn cây này nó dư thừa quá. Bắn cái cây này nè, bắn cây này cũng khá là đẹp nè. Quay tôi có đạn Omega nữa nè, mà chế được hình như có một, quay chế được 5 lọ gì là tôi có một cây rồi đó, ngon phết. À, đồ quá trời luôn, ép nữa nè. Để mình bỏ ép vô, ép nhiều cho nên là nó nặng. Ok, miss spoiler.
zombie parasaur để mình spawn con này ra cái đã. Mình cất con này vô đi, tại con này không có chức năng gọi là farm, cho nên là mình cất vô đại đi. Còn mấy cái này không cần thiết thì có thể vứt ra. Row grab đây, grab ba cây này thôi là cũng tem đủ cái con kia rồi đó các bạn, tem đủ cái con kia luôn rồi. Vital cất vô đây đi. Fiber, Lapper, Game nè, sau này chúng ta sẽ cần những cái món này, hiện tại thì không cần. Hatch, Oil, Chitin, Metal, rồi Okila. Rồi được 3 cây. Được. Thay đạn luôn. Bắn bắn nghe màu xanh phí quá ha. Bây giờ mình sẽ quay. Ôi giật mình. Bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái vị trí hồi nãy để mình đi lại gần cái con Obsidian kế bên luôn. Con ba mấy, con 84. Ủa không, chết mẹ, con này nằm ở dưới đây, mình phải bay ra một đoạn khá là xa nữa. Nào, coi có con nào gần gần đây không? Ok, khá là xa các bạn ơi, để mình kiếm con gần gần cái đó. Thôi khỏi, tôi thấy luôn rồi. Má, tôi quẹo ra, tôi thấy cái gì nó đen thui là tôi nghi nghi rồi. Con này cũng được. Chỗ này cũng khá là bình yên nè. Được nè. Bình yên à. Ôi, bình yên à. Ôi, bình yên à. Wow. À, cái cung này nó bị làm sao ý? Một hit ăn ngay. Wow. Con này 2 cây lận. Con này level 29 mà trâu vậy. Ok. À, chắc là mình bắn vô cái vỏ nó các bạn ơi. Chắc là mình bắn vô cái vỏ nó, hèn chi ngu người thiệt ha. Không đúng là không có cái ngu nào giống cái mình thích. Mình tích. Nó ăn xác mẹ rồi. Ok. Vai bìu. Nó ăn xác luôn. Mẹ cay. Ok, không sao. Chúng ta đi kiếm con khác. Ok, đây là con thứ hai của mình ha. À, nãy nó bị quýnh, tôi sợ nó chết không rồi các bạn ơi, sợ vãi đái. Ở đây có một con Titanobo Spy Choi hả, một con cá sấu. Shiba, cá sấu gì đây, nóc quách hả. Khó. Ồ, nó đi dưới nước luôn kìa, vãi đái. Chắc con này đi quá các bạn ơi, con này đi chắc mình thử resort của nó đi. Rồi ok, chịu. Cái này chịu rồi. Cái xác của nó thì không có, hình như là không có con nào ăn được á, trừ khi mình lấy cái rìu mình, cái cúp mình farm, giống nó giống như một cái cục obsidian vậy thôi. Ok, kiếm con khác. Còn không biết có con nào gần đây hay không. Nãy giờ mình đi quanh map luôn rồi không thấy con nào ra trò hết trơn á. Chủ yếu chúng ta sẽ lựa những cái con level càng thấp càng tốt hết các bạn, tại vì hiệu suất cao nó cũng không, level cao nó cũng không ảnh hưởng, không có liên quan gì tới cái việc mà nó sản sản xuất ra obsidian nhiều hết đó, cho nên chúng ta cứ lựa mấy con thấp thấp mà chúng ta chơi. Đây nè, ôi có con level 12 nè, ôi level 21 nè, ôi gần bên đây, mình sẽ chọn con level 21 trước cái đã. Rồi ok, đây. Ui, 2 con lần hả? Ui, một bầy luôn. Con xì tôn, ôi mấy con xì tôn, con xì tôn chết, con xì tôn chết. Ui da, ui da, ui da, ui da, đau anh ơi, đau, đau, đau. Từ từ mình tỉnh để mình xem. Ui, Rim Obsidian chứ không phải là. Ui, lỡ rồi thì chơi luôn. Lỡ rồi mình farm resort luôn. Ui, có con hệ gì nữa cơ. Ok, có thêm một cái mớ. Quay gỗ, con gỗ nó còn sống, con gỗ nó còn sống. Con gỗ nó còn sống.
gỗ nó còn sống anh em ơi, cho nó quýnh đi, cho nó quýnh đi, rồi chết luôn. Ngon. Ủa hình như tôi nhìn lộn đúng không, tôi giết lận hai con lận, má đông quá tôi nhìn lộn anh em ơi. Tôi nhìn lộn đông quá trời, mà ba con lận nhìn chéo que con này con kia rồi. Ok, đây là con tiếp theo. Con này chắc chắn được rồi. Chạy với tao. Chạy với tao. Chạy với tao. Ok. Con này một kibo thôi. Easy. Đấy, con bờ te của mình sao nó bay đâu vậy ta? Hả? Bờ te ơi. Bờ te. Ờ đây nè. Sao gì? Sao bay ra đây gì? Tôi nghe tiếng đánh. Ờ không phải với con tôi. Ultimate con Mythical chết. Ok, sạch tiếp cái con tiếp theo các bạn ơi. Obsidian coi gần đây có con nào nữa không? Ôi Obsidian combine nhiều lắm nè các bạn. Combi với lộn. Đâu rồi? Ồ, Omega hả? Thôi khỏi đi. Beta Raptor, Raptor. Rồi, ok. Ngon chim, ngon chim. Let's go. Rồi bây giờ mình còn hai keyboard lận cho nó rất là khỏe, cứ mỗi con một keyboard nữa thôi là đẹp hết các bạn. Làm nốt luôn. Ok, con tiếp theo là các bạn, gần đây cũng có một cái con đi lô nữa cho nên là mình sẽ tem một lúc hai con này luôn ha. Con này thì khá là dễ. Để mình xem. Con này sao ta? Bụp. Ôi dồi, má con này khó bắn lắm luôn á. Ủa, dính, dính rồi hả? Dính rồi, dính rồi, dính rồi. Oh my god. Không tin được luôn á. Obsidian Mega Nera rồi các bạn. Trời ơi, đó giờ chơi ARK gần cả 10 năm rồi các bạn. Đây là lần đầu tiên tôi tem cái con cái con mũi. Thề luôn. Biệt đội báo đêm. Ok, nguyên dàn báo đêm của mình, báo đêm báo đốm của mình nữa nè. Để mình search cái con đi lô ha. Obsidian đi lô. Gần đây sẽ có một con đi lô nào. Đúng không? Level 12 nè. Đó. Để mình chờ con này xong cái đã. Con kia thì cách có 200 mấy hả? Ui, có 230. Ok, để mình chờ con này xong cái đã. Cái gì? Theming 38,3%. Ok, nhìn lộn. Nãy giờ mình đi farm cũng khá là nhiều quá các bạn. Ôi, cưỡi được luôn kìa. Ảo vãi bùi. Rồi. Đây, để mình may, mình rảnh rảnh mình sẽ xây cái chuồng cho các bạn xem. Xây cái chuồng. Thôi, không cho các bạn xem đâu, mình xây xong rồi mình quay. Chứ xây dựng chán lắm, tại trong đây còn nhiều việc để chúng ta làm lắm. Kìa, lộn, lộn, lộn. Lộn. Một cung một. Ai da, ai da, ai da, ai da, ai da. Oh, phát, 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 phát. Phát. Con này con gì đó, Alpha Comet hả? Ui dồi, đừng có chọc nó. Con kia xong chưa? Ủa, con gì đi lô? Metal đi lô hả? Ồ, con này được nha, Metal đi lô. Mà bây giờ mình hết resort rồi. Ok, mình cũng cháo chèo luôn. Trời ơi, thôi mày còn vụ nó ở đây nữa. Ốp lại mày. Má nó là Alpha Comet đấy. Rồi xong luôn. Ổi hơn. Lụm.
Ôi má, con đi lô mình chiến vãi bèo luôn. Ok, mình về tới nhà rồi các bạn. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem biệt đội báo đêm của mình. Biệt đội báo đêm. Này. Biệt đội báo đêm. Nhìn buồn cười vãi bèo. Ok. Chụp hình lại cái, chụp hình lại cái. Má nhìn không thấy nó luôn á. Thì mình sẽ để đây, mình sẽ farm để đây và farm obsidian thôi các bạn. À, không có cái view nào cho tụi này đẹp hết trơn á. Nhìn xấu với mình. Rồi, để mình xem nè. Cứ lâu lâu nó sẽ ra cho mình obsidian. Mình nhớ mình tem ba con đúng không ta? Tôi nhớ là chắc là tem fail nhiều quá tôi quên á, tem có ba con thôi mà tôi nhớ nhầm tới tận bốn con. À đây nè, thêm con Fiomia đây nè, trời đất ơi, hèn chi vì đội báo đêm chụp một thiếu thành viên rồi. Cái này là đội trưởng nè. Đây 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 đây. Đội trưởng là phải để đây. Ok. Ừ, sao ở cần nãy giờ đội trưởng được sản xuất được nhiêu rồi? Ơ kìa, Obsidian sao không ra cho mình? Oh, what the fuck? Ờ đây nè, chắc là mình mới spawn ra hả ta? Tôi cũng không nhớ nữa. Hay là trong lúc mà mình đi thì ở đây nó không có tự spawn ra ta? Tôi đoán là như vậy. Tôi đoán là như vậy á. Rồi ok, kệ đi. Và cảm ơn các bạn hôm nay đã xem video này nha. Và đừng quên để lại một like và subscribe nếu thấy thích video này nha. Và bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Bye bye.